Xin kính chào quý vị và các bạn. Đã khá lâu rồi mình mới có cơ hội được trên tay một sản phẩm mới. Và hôm nay thì mình rất hào hức khi được trên tay chiếc Galaxy Z5 đến từ Samsung. Hiện tại thì Z5 chưa được bán chính thức tại Việt Nam. Tuy nhiên thì để có thể sở hữu máy một cách sớm nhất, các bạn có thể truy cập vào website techone.vn để có thể đặt hàng. Hiện tại Techone đã cho đặt hàng chiếc Z5 này đi kèm với rất nhiều các phần quà cũng như là các khuyến mại hấp dẫn. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi vào tìm hiểu chiếc Galaxy Z5 này để xem ở chiếc Z5 này chúng ta sẽ có những đặc điểm nào hấp dẫn. Điều tiên để nói về chiếc Z5 đó là về thiết kế. Z5 vẫn sở hữu một thiết kế phải nói là đẹp. Nó giống với truyền thống trước đây của Samsung, một thiết kế với các cạnh được bo cong mềm mại, cạnh viền thì được làm bằng nhựa và được mạ một lớp sáng bóng giả kim loại, trông nó tinh tế, sang trọng nhưng cũng không kém phần năng động. Ở cạnh trên chúng ta sẽ không có bất kỳ một phím cứng hay là lỗ mích nào cả, nó hoàn toàn trắng trơn và cái cạnh trên này để làm lõm lại một chút. Ở cạnh dưới chúng ta cũng có một thiết kế tương tự như vậy. Và ở dưới sẽ là nơi đặt cổng sạc micro USB ở chính giữa này. Phía bên tay phải sẽ là jack cắm tai nghe 3.5mm. Và phía bên tay trái sẽ là mic thu âm. Ở cạnh trái chúng ta sẽ tìm thấy nút tăng giảm âm lượng. Và hai phím này thì được bố trí khá hợp lý khi các bạn sử dụng bằng tay trái. Còn với tay phải thì các bạn sẽ phải hơi chơi với một chút với ngón trỏ để có thể với được hai phím này. Tuy nhiên thì với phím nguồn được đặt ở phía bên cạnh phải, các bạn có thể sử dụng dễ dàng bằng tay trái hay là bằng tay phải để có thể dễ dàng sử dụng trên chiếc Galaxy Z5 này. Ở mặt lưng chúng ta sẽ tìm thấy camera với độ phân giải là 13 megapixel. Camera này thì vẫn được làm lồi lên, bao quanh bởi lớp nhựa bóng và có được mạ kim loại sáng bóng, trông rất là đẹp và nổi bật. Các bạn yên tâm là với camera lồi như thế này thì nó sẽ làm cái viền hơi nổi lên một chút, nó sẽ bảo vệ lớp kính của camera tốt hơn, chúng ta sẽ khó có thể bị cháy xước. Phía tay phải của camera sẽ là loa ngoài, cũng được làm gờ lên để khi chúng ta có đặt xuống bàn hay đặt xuống mặt phẳng nào đó thì nó sẽ kênh lên một chút để chúng ta có âm lượng loa tốt nhất. Và phía tay trái sẽ là đèn flash LED. Ở phía dưới chúng ta sẽ tìm thấy logo Samsung và sản phẩm này sẽ hỗ trợ người dùng là 2 SIM, nó có logo Duo ở phía dưới. Với mặt trước thì mình đánh giá chiếc Z5 này khá lằng nhằng rắc rối, nó có quá nhiều các chi tiết. Ấn tượng nhất vẫn có lẽ là màn hình của thiết bị này, nó chiếm phần lớn không gian ở trên mặt trước với kích thước màn hình là 5 inch, độ phân giải là HD. Màn hình này sử dụng công nghệ Super AMOLED cho góc nhìn của nó cũng khá là tốt đó, khi nghiêng máy đi các góc thì các màu sắc vẫn được đảm bảo và được tái hiện rất tốt. Ở phía trên màn hình này chúng ta sẽ tìm thấy logo của Samsung này, rồi loa thoại. Phía bên tay phải sẽ là cảm biến và camera tự sướng với độ phân giải là 5 megapixel. Nó hơi rắc rối ở một điểm đó là ở phía bên tay trái của loa thoại chúng ta sẽ tìm thấy một đèn flash LED để tự sướng tốt hơn. Ở phía dưới màn hình chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nút home cứng huyền thoại của Samsung này. Phía bên tay trái sẽ là phím đa nhiệm, chúng ta chuyển qua chuyển lại với các ứng dụng nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn chứ không còn phải là giữ nữa. Và phía bên tay phải sẽ là phím back. Các phím này không có đèn nền, tuy nhiên vẫn được làm một cách nổi bật, người dùng có thể sử dụng dễ dàng và sau một thời gian sử dụng có thể dễ dàng làm quen. Các cái phím này được bố trí khá hợp lý và người dùng có thể dễ dàng thao tác. Quay trở lại với màn hình của chiếc Galaxy Z5, chúng ta sẽ có màn hình với độ phân giải là HD. Màn hình này nếu nhìn khoảng cách bình thường, các bạn sẽ vẫn thấy nó rất là đẹp, các màu sắc được thể hiện rất tốt. Và với màn hình này, chúng ta sẽ không có chế độ tự động điều chỉnh độ sáng nữa, mà thay vào đó, Samsung đã trang bị cho Z5 chế độ ngoài trời. Khi kích hoạt chế độ ngoài trời lên thì màn hình sẽ sáng hơn, giúp người dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Và mình đã thử nghiệm khi ở ngoài trời với chế độ bình thường thôi, chỉ cần để mắt độ sáng nó cũng khá dễ nhìn rồi. Còn khi các bạn bật chế độ ngoài trời lên nữa thì cực kỳ dễ nhìn luôn. Với màn hình này các bạn có thể thấy giao diện mình đang sử dụng nó không phải là giao diện gốc của Samsung mà đã được tùy biến đi khá là nhiều. Tùy biến đi các icon này, tùy biến đi thanh thông báo trạng thái hay là vào trong cài đặt rồi vào điện thoại các kiểu nữa, nó cũng đã được tùy biến. Và làm thế nào để mình có thể tùy biến như vậy? Rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có hẳn một kho theme. Chúng ta có thể thay đổi theme một cách dễ dàng, cực kỳ nhanh chóng luôn. Và có thể download thêm rất nhiều theme hay ở trên store riêng của Samsung. Đó, các bạn thấy ở đây thì mình đã có rất nhiều theme rồi. Chỉ cần chọn và nó sẽ thay đổi rất nhiều, từ thay đổi các icon này, thay đổi hình nền này, thay đổi giao diện gọi điện và danh bạ các kiểu nữa. Đó. Việc thay đổi giao diện nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu năng của chiếc máy. Chúng ta vẫn thể sử dụng một cách thoải mái, trơn tru và mượt mà. Đó, rất là mượt luôn. Với sản phẩm tầm trung như vậy, nó đáp ứng quá là tốt. Chúng ta sẽ có một sản phẩm chạy Android mới nhất, phiên bản Android 5.1.1. Phiên bản này sẽ giúp người dùng có những cái trải nghiệm hết sức mượt mà. Cộng với đó là con chip Snapdragon 410 đến từ Qualcomm. Con chip này có 4 nhân, tốc độ xử lý là 1,2 GHz và dựa trên tiến trình 64-bit. Dựa trên tiến trình 64-bit cộng với việc nó đang chạy hệ hoạch Android 5.1.1 mà chúng ta sử dụng được rất mượt mà và các game ứng dụng nó có thể chiến tốt một cách mượt mà. Và người dùng có thể yên tâm hiệu năng của sản phẩm này vẫn đáp ứng rất tốt nhu cầu của người sử dụng. Với chiếc Galaxy Z5 này, chúng ta sẽ sở hữu một lượng RAM khá đặc biệt, đó là 1.5GB. Đó, nó nằm ở giữa 1GB và 2GB. Có lẽ là không quá nhiều và cũng không quá ít. Với 1.5GB này, người dùng vẫn có thể sử dụng các ứng dụng cơ bản, chuyển qua chuyển lại tương đối là mượt và sẽ không phải lo nó sẽ loát lại những cái game ứng dụng, nhất là bạn nào chỉ cần sử dụng các tác vụ nhẹ, sử dụng camera để tự sướng rồi up lên Facebook thì các bạn yên tâm là với 1.5GB RAM, Samsung vẫn làm tương đối tốt với chiếc Galaxy Z5 này. Chuyển qua về camera của Z5 cũng có giao diện tương đối đơn giản, rất là sử dụng và giống với Galaxy S6.
Các tính năng, các chế độ thì đều được có đầy đủ như là chuyên nghiệp này, chụp ảnh toàn cảnh rồi chụp ảnh kèm âm thanh. Tuy nhiên thì nó đã được lược bỏ đi. Với chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp thì chúng ta chỉ có thể kéo ra được một vài thông số, chỉ có thể là chỉnh một cách đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn thôi, như là bù trừ EV này, rồi chỉnh được ISO từ 100 lên đến 800. Và ở giữa các nấc này chúng ta không thể nào tùy chọn được, mà sẽ chỉ là các mốc mà Samsung họ đưa ra. Kể cả Wiberland cũng vậy, chúng ta sẽ chỉ có thể chọn được chế độ ban ngày rồi nhiều mây, chứ không thể nào để ở giữa cả hai sản phẩm này được. Trước đây thì mình đã cùng các bạn tìm hiểu về chiếc Galaxy Z5. Sản phẩm này ở phân khúc tầm trung, nó cực kỳ đáng mua với một thiết kế đẹp, camera tự sướng tốt với độ phân giải 5 megapixel, và đèn flash LED hỗ trợ khi chúng ta chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, camera với độ phân giải cao với 13 megapixel, và khả năng khởi động camera nhanh với nháy đúp 2 lần và phím home. Vậy theo các bạn, với tầm giá này, các bạn có lựa chọn chiếc Galaxy Z5 hay không? Còn nếu các bạn đã quan tâm đến sản phẩm này rồi, các bạn có thể truy cập vào website taekwon.vn để có thể đặt hàng và sở hữu cho mình chiếc Galaxy Z5 này sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Taekwon, uy tín và giá trị đích thực.